Việt Hương khiến netizen trầm trồ vì tặng xế hộp cho cấp dưới đập toàn thân. Việt Hương còn gửi lời chúc nhân viên sớm có người yêu như ý nguyện. Cho đến thời điểm hiện tại, nghệ sĩ Việt Hương không còn tham gia các hoạt động nghệ thuật với tần suất dày đặc như trước đây. Thay vào đó, cô dành thời gian tập trung cho công việc kinh doanh cũng như chăm sóc, vun vén tổ ấm nhỏ. Không ít lần người đẹp từng gây xôn xao cõi mạng với những màn chơi lớn khi tặng quà khủng tới cấp dưới trong công ty. Mới đây trên trang cá nhân, Việt Hương đã hào hứng khoe việc cô mua xe tặng cho một nhân viên không lấy chồng. Nữ nghệ sĩ cho biết, nhân viên ấy giao kiếm bổ. Sau 5 năm làm cho công ty lấy chồng được tổ chức đám cưới mà không lấy chồng thì tặng một chiếc xe. Được cái công ty ấy đều nay bạn khó tính cũng dính chiếc xe của tôi. Chúc bạn vui vẻ mau có bổ. Dù không còn tham gia diễn xuất quá nhiều như trước, tuy nhiên Việt Hương đã có ngã rẽ chuyển sang đầu tư cho các dự án nghệ thuật khác nhau. Cách đây không lâu, nữ nghệ sĩ đã lên tiếng về danh xưng đại gia ngầm của showbiz Việt, giàu bao nhiêu là đủ. Trong phim Xóm Chùa Tôi cũng có một câu rất tâm đắc là, giàu bao nhiêu là đủ, tiền nhiều để làm gì. Tôi nghĩ mình là người rất tiết kiệm, tôi sẽ mua những gì tôi cần chứ không mua những gì tôi muốn. Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự tâm lý của người đẹp dành cho cấp dưới. Thậm chí không ít người còn mong muốn nộp đơn ứng tuyển vào công ty của Việt Hương. Vậy chắc nhiều người muốn làm việc với chị lắm đây ạ. Công ty xe hơi cũng cảm ơn chị Việt Hương luôn ạ. Đi xe đạp mà tặng xe hơi. Em ấy 30 mấy năm rồi chị ơi, cho em vô làm công ty chị đi. Chắc em cũng tìm đường ế quá chế. Còn em sao chị? Em muốn theo chị kiếm tiền ạ.